Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin về làm đẹp tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời dành cho những bạn nữ mà có lỗ chân lông to này hay là da của mình thường xuyên nhạy cảm rồi là nổi mụn mẩn đỏ. Và đó chính là dòng dưỡng da cao cấp cũng như là bộ tái sinh da Samba 37 đến từ Hàn Quốc. Trời ơi nói về cái thương hiệu này thì chắc hẳn rằng là mọi người đều rất quen thuộc rồi đúng không? Samba 37 thì nổi tiếng với hàng loạt những bộ trang điểm, bộ mỹ phẩm rồi uh, chăm sóc da vô cùng tuyệt vời. Um, có thể kể đến như là mặt nạ sủi bọt xăm 37 đúng không? Và như các video trước thì Kiều Anh đã chia sẻ với các bạn uh, bộ tái sinh da cao cấp gồm có 5 sản phẩm trong đó. Tuy nhiên thì với bộ dưỡng da này có đặc điểm khá giống với bộ trước đó, tuy nhiên nó chỉ có 3 dòng sản phẩm thôi. Đó chính là sữa dưỡng, kem dưỡng và nước hoa hồng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về dòng sản phẩm này nhé. Bộ tái sinh da cao cấp Sâm 37 đến từ Hàn Quốc này thì được biết đến là một trong những dòng sản phẩm chuyên trị dành cho da của những bạn nữ mà có lỗ chân lông hơi to này, rồi là da của chúng mình thường xuyên bị nổi đỏ, cũng như là nổi mụn hay là sưng tấy hay là da của chúng ta rất là nhạy cảm. Và bên cạnh đó thì nó còn có khả năng là cung cấp collagen cho da, cũng như là dưỡng ẩm cho da của mình. Và theo anh thấy rằng với những bạn nữ mà có làn da không mấy đẹp thì sử dụng bộ sản phẩm này thì đúng là tuyệt vời rồi, bởi vì chỉ chỉ sau độ khoảng 2 tuần đến 1 tháng sử dụng thôi, các bạn đã thấy sự khác biệt trong làn da của mình rồi. Và với dòng sản phẩm này thì đã được chứng nhận an toàn tại Hàn Quốc và được các cô gái tại Hàn Quốc sử dụng vô cùng rộng rãi. Và sau một thời gian tìm hiểu trên thị trường Việt Nam thì Kiều Oanh cũng như là siêu thị Hàn Quốc đã cho nhập về dòng sản phẩm này để giới thiệu tới rộng rãi hơn tất cả các bạn nữ. Và với dòng sản phẩm này thì cách sử dụng vô cùng là đơn giản. Nếu như chúng ta dưỡng da vào ban ngày thì hãy sử dụng theo quy trình đó chính là dùng nước hoa hồng trước rồi sau đó đến sữa dưỡng. Còn nếu như chúng mình dùng vào ban đêm thì chúng mình sẽ sử dụng từ nước hoa hồng, sữa dưỡng rồi sau đó sẽ là kem dưỡng. Và với mỗi một lọ sản phẩm như này thì nó sẽ có công dụng khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nên kết hợp cùng nhau để có được hiệu quả cao nhất. Đầu tiên, đó chính là đối với dòng sản phẩm nước hoa hồng Um, nước hoa hồng này thì được xem như là một dạng toner mà Kiều Anh đã giới thiệu trước đó rồi Và nó có khả năng là làm sạch sâu cho da, đồng thời là dưỡng ẩm cho da này Tuy nhiên công dụng chính của nó đó chính là làm xe khít lỗ chân lông trên da của chúng ta và một cái đặc trưng của tất cả các dòng sản phẩm của Sam 37 này Đó chính là khi mà mình mở ra như thế này thì nó sẽ có nguyên một cái phần nắp như thế này để mình dốc qua hồng da tay luôn Chứ nó không kiểu xịt 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 đâu Vậy nên thì khi sử dụng các bạn hãy nhớ căn chỉnh vừa phải lượng mình cần dùng Để tránh trong trường hợp mà bị đổ ra tay quá nhiều nhá sản phẩm thứ hai trong bộ dưỡng da tái sinh da cao cấp của Sam 37 này đó chính là sữa dưỡng. Uhm, nghe nói đến sữa dưỡng thì chắc các bạn sẽ tưởng tượng ngay rằng đây là một dòng sản phẩm, một loại tinh chất rất là nhẹ nhàng đúng không? Tất nhiên rồi, đối với Sam 37 thì dòng sản phẩm sữa dưỡng này rất là nhẹ nhàng trên da của mình Nó kiểu, nó hơi một chút xốp xốp rồi mềm mềm trên da ấy Và khi mà chúng mình dùng với dòng sản phẩm sữa dưỡng này sẽ có khả năng là cấp ẩm cho da Đồng thời là kích thích sản sinh collagen trên da của chúng mình và với sữa dưỡng này thì cách sử dụng cũng vô cùng là đơn giản thôi. Sau khi sử dụng toner nước hoa hồng này rồi thì các bạn hãy nhớ rằng lấy từ 1 cho đến là 2 giọt sữa dưỡng xoa đều lên mặt và nó sẽ có tác dụng vô cùng tốt nếu như chúng mình sử dụng trong một thời gian dài. Và sản phẩm cuối cùng trong bộ tái sinh da cao cấp của Sam 37 này đó chính là kem dưỡng. Uhm, lọ kem dưỡng này thì nó có cái dung tích khá là nhỏ thôi. Tuy nhiên thì đúng kiểu như câu nhỏ mà có võ. Chỉ với một chút này thôi chúng mình sử dụng đã cảm thấy sự khác biệt hoàn toàn trên da của mình rồi. Và với cái dòng kem dưỡng như thế này nó sẽ chủ yếu là cung cấp độ ẩm cho da của chúng mình, đồng thời là ngăn chặn quá trình lão hóa xuất hiện ở trên da và cùng với đó là sẽ xóa mờ các vết nám tàn nhang hay là chân chim trên da của chúng mình. Và khi mà chúng mình kết hợp sử dụng ba dòng sản phẩm trong bộ này như kiểu anh vừa chia sẻ thì Đúng là chỉ sau từ 2 tuần đến 1 tháng thôi đã thấy sự khác biệt hoàn toàn trên da và kiểu giống như là da mình được tái sinh lại một lần nữa ấy, rất là đẹp, cũng như là loại bỏ được tình trạng mụn hay là lỗ chân lông to trên da và cách sử dụng cũng vô cùng là đơn giản thôi như kiểu anh đã chia sẻ rồi um, ban ngày thì chúng ta sẽ sử dụng toner rồi đến sữa dưỡng còn ban đêm thì sẽ là toner sữa dưỡng sau đó là kem dưỡng ẩm các bạn hãy nhớ kỹ nhé và để mua được dòng sản phẩm chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn đến từ dòng sản phẩm ở bộ tái sinh da cao cấp Sun 37. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!